Các bạn thân mến, đầu tư đất thổ cư trong dân và đất nền dự án 1/500 là câu hỏi mà chúng tôi nhận được rất nhiều từ quý khách hàng. Vậy thì giữa đất thổ cư trong dân, gọi tắt là đất dân và đất nền dự án 1/500 nên chọn loại sản phẩm nào để đầu tư? Loại nào đầu tư có lợi nhuận cao hơn? Loại nào rủi ro hơn? Hay loại nào có thủ tục đơn giản hơn? Video dưới đây sẽ cho chúng ta cái nhìn rõ ràng hơn để quý vị và các bạn, những nhà đầu tư có thể tự quyết định được khẩu vị đầu tư của mình. Xin mời các bạn. So sánh giữa đất thổ cư và đất nền dự án 1/500. Đất nền là một loại hình bất động sản luôn được mọi người quan tâm. Tuy nhiên có rất nhiều loại hình đất nền và các vấn đề liên quan mà nhiều người vẫn chưa nắm rõ. Trong đó có hai loại đất nền được quan tâm và giao dịch nhiều hơn cả. Đó chính là đất nền dự án 1/500 và đất nền thổ cư tách thửa. Chúng ta cùng so sánh một số điểm đặc biệt của hai dòng sản phẩm này. Về tên gọi, đối với đất nền dự án là lô đất nằm trong quy hoạch dự án của chủ đầu tư đang trong giai đoạn nghiên cứu, chưa xây dựng, vẫn ở trạng thái lô đất ban đầu, thường để xây dựng khu dân cư, khu sinh thái, tòa nhà văn phòng hay nhà xưởng. Đối với đất thổ cư, thuộc nhóm đất phi nông nghiệp, bao gồm đất ở tại khu vực nông thôn và đô thị. Đất chỉ dùng để ở, xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống. Về pháp nhân, đối với đất nền dự án, doanh nghiệp hoặc chủ đầu tư là người thực hiện dự án và phân lô dự án. Đối với đất thổ cư, thường do cá nhân thực hiện việc tách thửa. Về thời gian ra sổ con nếu phân lô tách thửa, đối với đất nền dự án, từ 1 cho đến 2 năm tùy theo điều kiện triển khai của chủ đầu tư. Đối với đất thổ cư, từ 2 đến 6 tháng tùy theo hồ sơ tách thửa. Về khả năng tiếp tục tách thửa, đối với đất nền dự án, đất nền đã được quy hoạch theo bản đồ chi tiết 1/500 thì sau này không thể tách thửa thêm được. Đối với đất thổ cư, tùy theo khu vực, điều kiện cấp phép tách thửa khác nhau, có thể được phép tiếp tục tách thửa nếu đảm bảo diện tích lô đất tối thiểu theo quy định tại khu vực. Về cơ sở hạ tầng và tiện ích xung quanh, đối với đất nền dự án, hạ tầng thường đã được quy hoạch đồng bộ, rõ ràng, có các tiện ích như đường xá, cầu cống hay công viên. Trường hợp đất dùng để xây dựng các dự án khu dân cư, tòa nhà văn phòng, thì vấn đề an ninh, phòng cháy chữa cháy cũng được chú trọng đảm bảo hơn. Đối với đất thổ cư, cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông, tiện ích cũng như vấn đề an ninh còn phụ thuộc vào vị trí đất nằm ở đâu. Trên đây là so sánh một số đặc điểm chính của hai loại đất nền đang được giao dịch nhiều nhất trên thị trường hiện nay. Ngoài ra, khi mua hai loại sản phẩm này thì các nhà đầu tư cần đặc biệt chú ý những điểm sau. Đối với đất nền dự án 1/500, tìm hiểu kỹ về thông tin chủ đầu tư, ưu tiên chọn các chủ đầu tư uy tín, năng lực tài chính mạnh, đồng thời kiểm tra chất lượng thông tin chủ dự án, thông tin dự án mà chủ đầu tư cung cấp cho khách hàng. Ngoài ra, có thể hỏi ý kiến đánh giá của những người mua trước hoặc cư dân tại các dự án của chủ đầu tư đó để làm cơ sở xác định uy tín của chủ đầu tư. Kiểm tra pháp lý dự án. Chỉ giao dịch khi pháp lý đầy đủ, minh bạch và có giấy tờ rõ ràng, tuyệt đối không thỏa thuận miệng. Hợp đồng giao dịch phải quy định rõ quyền và nghĩa vụ của các bên nhằm ràng buộc trách nhiệm và có căn cứ để giải quyết nếu phát sinh tranh chấp. Cân nhắc khả năng tài chính để lựa chọn đầu tư đất nền một số dự án phù hợp. Một số dự án, chủ đầu tư có liên kết ngân hàng để hỗ trợ cho khách hàng vay vốn. Song khách hàng đó phải đảm bảo đủ những yêu cầu nhất định. Người mua nên xem xét kỹ các điều kiện này để nắm rõ mình có nếu vay thì có đủ khả năng chi trả lãi và gốc hàng tháng hay không. Đối với đất thổ cư, tìm hiểu thông tin về mảnh đất như vị trí, pháp lý, quy hoạch khu vực hay hạ tầng. Tránh mua đất chưa có sổ đỏ hoặc đất sổ chung. Nên chọn mua đất có giấy chứng nhận quyền sở hữu hợp pháp để tránh tranh chấp và dễ dàng hơn trong việc đền bù nếu đất bị thu hồi. So sánh diện tích đất thực với diện tích đất trong sổ để đảm bảo không có sự chênh lệch. Nghiên cứu kỹ các hợp đồng mua bán đất trước khi xuống tiền để tránh tiền mất tật mang.
Hy vọng với những kiến thức được chia sẻ như trên, các bạn cũng như quý anh chị đầu tư sẽ có thêm cơ sở để đưa ra quyết định của mình, đó là đầu tư đất nền dự án 1/500 hay đất thổ cư trong dân. Để cập nhật cơ hội đầu tư cũng như thêm thông tin thị trường, các bạn đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và bấm chuông. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những bản tin nóng bất động sản mỗi sáng.